Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi tất cả các biểu tượng desktop hoặc là mở file đều chuyển thành Windows Media Center. Các bạn tải file này về. File này mình sẽ để link ở phía bên dưới. Sau đó các bạn giải nén ra. Ở đây mình giải nén ra màn hình desktop. Sau khi giải nén ra, các bạn kích chuột phải vào, các bạn chọn intro. Xong là các bạn đã fix được lỗi tất cả các biểu tượng icon. Bây giờ tất cả các biểu tượng icon đã trở về bình thường. Thank you.